Hello mọi người, đây là Yuri tiểu thư đại gia, lạnh lùng ngơ và đặc biệt là rất cục xúc. Tiếp theo mình đó là Phố, nói đến tên hắn thôi là mình đã nổi máu lên rồi. Lý do vì sao thì các bạn xem hết phim là biết nhé. Cao to, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng sát gái lắm, nói chung là một bad boy chính hiệu. Giờ thì tới ai nào? À, Sun, cô bé đam mê sắc đẹp và đương nhiên cậu ấy rất đẹp, mê trai và đặc biệt là rất lụy tình nha. Và đây là Mấn, cô bé ham tiền, vì tình yêu cậu ấy có thể xin tất cả. Bốn nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi. Giờ thì các bạn cùng xem và đoán diễn biến câu chuyện như thế nào nhé. Hay, tại sao ba mẹ lại ép mình yêu phải người không yêu thế nhỉ? Mình chua ghét anh ta. Xin chào người đẹp. Lắm lời, mời tôi có chuyện gì? Thì ba mẹ bắt tôi chơi game với cô để nảy sinh tình cảm. Hả? Còn lâu nha. Người như cô thì không đúng gu của tôi, đừng có mơ. Ủa, anh tưởng anh là gu của tôi chắc. Vậy còn muốn tôi nói với mẹ, cô không chỉ hợp tác không cô bé? Thì bố đi, lắm lời. Con phúc lắm mà chờ với tôi đây. Giờ em muốn tôi cảm ơn em hay gì mà lắm lời thế? Anh chửi ai là lắm lời đó? Tự biết. Hay nè, cho anh nói lại á, dám nói tiếng nữ thứ coi. Không chấp. Bực bội mà, cái người này tức chết nè. Có địch nè. Trốn ở đây cho anh nóc luôn rồi mình qua lúc đồ. Cái sách hay nè. Lập bậm gì đây, qua lại. Tôi đã. Qua cái S nè. Qua liền đây. Nói cái S là nhanh lắm, đúng là máu trong người mà. Tôi nóc rồi, anh cứu tôi, lẹ coi, nó gạ. Rồi đó, được chưa, ấm lời. Ê, coi chừng nha. Ê, qua cả S. Ơi, bị nóc rồi. Cả S tôi đâu có gì. Ủa, anh cả S tôi kìa. Trời mà cũng không nhường cho gái. Con trai gì lạ kia vậy? Ủa, em là gái hả? Ủa, không lẽ trai. Bực mình mà. Có địch, né ra anh không được bắn, để tôi bắn. Đúng là phiền mà, chết đừng có gọi tôi. Tôi thèm gọi anh chắc. Anh ở dưới đó không được lên. Lên rồi cái S to chứ được gì. Để rồi có bán được không? Hay, có hai đứa cây thiệt chứ. Sao anh ở dưới đấy? Em không cho tôi lên mà. Hay, thấy nóc thì chạy lên chứ. Đợi gạt xong lên làm gì nữa. Ủa, không chịu dí bắn mà chạy trốn nữa. Có thấy đâu. Tôi tố cáo anh gian lận. Tố cáo sai là coi chừng bay nick nha cưng. Thì không tố cáo nữa là được chứ gì. Có xe kìa bắn đi. Còn đi trốn nữa. Đã bắn tạ rồi còn trốn không biết khi nào mới xong trận. Còn muốn cứu không? Có. Mơ đi. Đúng là cô người ích kỷ mà. Lắm mù. Ôi, phải kiềm chế. Không là anh chết chắc rồi. Cứu tôi. Hay. Đang cứu mà lắm lời đi. Cảm ơn nha. Không cần. Không cần thì thôi. Thùng xác này nè, lại lút đi. Có tốt chứ bộ. Có keo chưa? Ủa anh biết tôi vừa xuống làm gì có mà hỏi. Đừng nhiều lời, có lấy không? Có. Cảm ơn chế nha. Sao? Có địch nè. Ta S. Hay sao lại không test được? Bắn không trúng người thì làm sao mà có S? Ở nhà đừng khinh thường người khác, tôi bắn hơi bị đỉnh đó. Chạy thật nhanh, đặt anh lấp lút hết đồ luôn. Đừng ngon. Chả thèm. Không thèm thì thôi, mất gì nói, ngậm mồm lại đi. Lên xe không? Có. Lên xe rồi lắc nhảy xuống, để anh ta bắn tầm gần, tiện dễ KS. Cái sách quá đỉnh, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Lẩm bẩm gì đây? Không có gì. Nhìn về phương xa. Sao bóng ngoài không lấp gì? Hay đâu được nữa. Để tôi có địch nè, có đứa đó. Tự xử đi. Đúng là đáng ghét mà. Nhìn nè, chỉ là một lần duy nhất. Thấy gì chưa? Lắm lời. Rồi bệnh hoạn, bực quá đi. Vì gia đình mình mới chờ với anh ta không thì còn lâu. Đúng là con gái thật phiền phức. Đừng qua đũa con nắm, anh như vậy có chó mới yêu. Tôi có người yêu rồi đó, còn đỡ hơn người không có người yêu. Con nào có mắt như mù mới yêu anh đó. Đối với tôi, gái là phù du. Ơi, tức quá nè.